Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video clip so sánh giày. Và chủ đề ngày hôm nay mình nói đến vẫn tiếp tục là công nghệ Boost của Adidas. Trên tay mình đây là hai chiếc giày đều sử dụng đế Boost. Các bạn biết rồi, Adidas sử dụng đế Boost cho rất nhiều mẫu giày cao cấp và hàng chính hãng của nó ấy. Thì cấu trúc đế Boost được lắp ghép lại với nhau từ rất nhiều hạt bút. Mình lưu ý các bạn nhé, đế bút của hàng chính hãng được hình thành từ rất nhiều hạt bút lắp ghép nhé, chứ không bị hòa tan nấu chảy ra nhé, tạo thành đế đó. Ở đây mình có một bên làm đế bút hạt, còn một bên là đế bút khuôn. Trước giờ mình làm rất là nhiều video so sánh đế bút rồi. Phần lớn là khách hàng đã hiểu rõ bản chất của đế bút hạt và biết cách phân biệt đế bút hạt, đế bút khuôn như thế nào rồi. Nhưng mình phải nhấn mạnh là nhưng, vì có một phần nhỏ khách hàng đã xem rất nhiều video mà vẫn inbox page bên mình để hỏi, thậm chí là comment trên những cái video mà phân biệt đó để hỏi. Thực sự là mình bó tay luôn đấy. Và để chiều lòng nhóm khách hàng này thì hôm nay mình sẽ làm cái video phân biệt, có thể nói là bất đắc dĩ, vì đây gọi là phá hoại chứ không phải là phân biệt nữa rồi. Đó là mình sẽ cắt đôi đế bút này ra xem nó khác nhau như thế nào. Tuy nhiên là ở đây thì mình có hai chiếc giày này, hai chiếc giày cũ nó bị lệch size, một bên to một bên nhỏ mà mình không thể bán được, cho nên là mình đã đem ra làm vật thí nghiệm. Mình đã từng đem cái đôi này ra để sơn, để custom đó. Hôm nay mình sẽ đem ra để cắt cái đế bút này, nó cắt đế bút này ra, chứ mình không sử dụng những cái đôi giày mới bởi vì rất là xót tiền. Ok, và không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ đưa hai chiếc giày này lên bàn mổ và thực hiện mổ đế bút của nó ra. Mời bạn theo dõi nhé. Ok, và hai chiếc giày này mình sẽ cắt đế ra để xem nó khác nhau như thế nào. Đế bút hạt và đế bút khuôn nó khác nhau như thế nào nhá. Thì trước khi cắt ấy, mình nói về các loại đế này. Mình đã có những cái video so sánh rồi. Rất là nhiều video so sánh rồi. Có thể anh em dùng đèn để soi này. Dùng bằng cách nhìn có thể phân biệt được này, hoặc là sờ nắn này. Đấy. Đế khuôn thì nó sẽ cứng hơn đế hạt. Đế hạt là đế được hình thành từ rất là nhiều hạt gắn kết dính lại với nhau, kết dính anh em nhé, chứ không phải là hòa tan, chứ không phải hòa tan nấu chảy như cái đế khuôn đúc này. Đấy. Kết mỗi một cái phần tử này nó sẽ được kết dính với nhau. Trong một cái đế boost này nó có khoảng 2 đến 3.000 cái hạt nhỏ như này, nó sẽ dính vào nhau và giữ nguyên hình dạng hạt chứ không hòa tan giống như đế khuôn này đó. Và bây giờ thì mình sẽ cắt nó ra nhé, cắt nó ra để cho anh em xem sự khác nhau giữa đế hạt và đế khuôn như thế nào. Này. Mình sẽ cắt cái đế khuôn trước này. Cắt đôi cái đế khuôn này ra. Cắt đuôi đế khuôn này ra nhé. Thôi, mình sẽ không bỏ cái mà cắt luôn đi. Không phải bỏ cái upper ra làm gì nữa. Dao cùn quá. Hãy
Các bạn thấy là đây mình cắt đôi ra, nó giống như là xốp vậy chứ không phải là hạt đấy nhá. Anh em nhìn có thể thấy là cái bề mặt của nó nhìn giống như là hạt nhưng thực tế nó là giả hạt đấy chứ không phải hạt. Cấu trúc của đế bút nó là hạt, đi rất là êm đấy. Và khi mình bổ ra thì anh em mới thấy là đây chỉ là xốp thôi chứ không phải hạt nhé. Đó, còn với cái đế hạt này thì sao? Bây giờ mình sẽ cắt đôi ra, cắt đôi ra nhé. Chỗ này mình cắt đúng vào cái phần nhựa này là hơi khó này. Dao cuốn quá. Cắt ngang mặt bút này ra. Lẽ ra là mình sẽ phải dùng cái khò để nhấc cái phần upper này ra. Sau đó sẽ cắt cái đế của nó sẽ dễ hơn. Mình cắt như thế này sẽ rất là khó. Vấn đề quan trọng nhất là nó vẫn còn cái hệ thống torsion system ở đây, cái hệ thống khung đỡ của đế này nó rất là cứng, bởi vì nó tác dụng của nó là cân bằng cái. Wow, lệch cả camera luôn. Tác dụng của nó là cân bằng cả cái giày này khi mà mình anh em chạy chạy bộ di chuyển tiếp đất thì nó sẽ cân bằng để cho mình tránh bị lật cổ chân hay là mất thăng bằng. Đó. Đạt có những công nghệ rất là hay. Đấy. Công nghệ rất là thiết thực. Bây giờ mình sẽ không cắt ở đấy nữa nhá, mình cắt ở đây anh em nhé. Cắt ở đây cho nó nhanh. Ở đây nhanh hơn này. Đấy. Đây. Anh em thấy là đã rõ rõ rệt là hạt chưa? Đấy. Đây mình lấy nét cho nó. Nét này nhá. Đấy. Rõ ràng hình dạng hạt nhá. Đây. Đó. Đây mình sẽ bỏ cái này ra cho anh em đặt gần nhau cho nó dễ. Đấy, thấy không ạ? Bên này chỉ là xốp thôi. Còn bên này nó là hạt. Nó liên kết với nhau tạo thành hạt này. À, các hạt liên kết với nhau tạo thành đế này. Đấy, vẫn rõ hình dạng hạt nhé. Đấy, anh em có thể xem. Ok chưa? Ừ. Nên là cái đế của nó rất là êm. Đấy, anh em thấy này, rất êm này, rất mềm, độ đàn hồi cao. Còn cái này thì rất là cứng, cứng đét luôn đấy. Đế khuôn nó rất là cứng. Cái hạt này mình cũng không rõ là họ liên kết bằng gì, nhưng mà để tách nó ra thì mình nghĩ cũng phải dùng công nghệ hơi hoặc nhiệt gì đấy để tách những cái hạt này ra đấy. Chứ không thể nào mà có thể tách được. Đấy. Đây là mặt cắt ngang của nó, mình thấy là đôi gì bút của nó
Dao gọt quá. Ok chưa? Đó. Đấy. Thực ra là với những người mà có kinh nghiệm thì chỉ cần nhìn là biết rồi, nhưng với ai mà chưa có kinh nghiệm thì đến bước cuối cùng là phải bổ đôi cái đấy bút ra thì mới nhận biết được. Ok, mình xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì chia sẻ giúp mình. Hãy subscribe để theo dõi những video mới tiếp theo. Cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.